Cửa làng rộng lắm. Anh chưa kịp đến nhà. Cả làng thì là cái đất gọi là đất ngoài chỗ gọi là đất làm nhà thôi. Gần đây là đất. Đất đồi đúng không? Đất đồi với cả đất gọi là đất đất nông nghiệp. Ừ. Con núi nhỉ. Thế có làm video kế tiếp không? Video nào anh? Đi còn mẹ video nào nữa. Video anh diễn đấy á? Ừ. Không, sinh tồn thôi. Sinh tồn á? Giờ làm phải làm sinh tồn thì phải, nếu quay được vào giờ sinh tồn thì mấy con kéo đốt anh chết. Đốt nhiều nó quen mà. Thôi. Quen đéo thì đã đốt con dí nó đốt đi. Đói cả chân này này. Dân có sợ vắt đâu, hôm đấy vào rừng nó có điều phải chạy. Kinh thật. Nên nó hút máu gầy người đi à? Vâng. Như nó như con bỉ ấy, con tắt ấy. Anh biết không? Biết, sao quay lắm. Video rồi, kinh vãi đái đây. Với cả nó hay bị kiểu tình trạng chuồng xanh lắm. Ui mẹ cái đấy mà nó bùa vào. nó bùa vào ấy nhỉ. Nó bùa được đập mẹ đầu rái thì đúng vỡ mồm. Đúng rồi. Cái đấy mà đầu rái là nó khi bảo không bao giờ tắt được. Máu của nó rõ là tiêm máu này. Mẹ, cái đầu nó to, nó hút máu người vậy. Nó phải nói là vậy. Hút thế bao giờ no thì thôi. Đây nên là cái trống xanh ở cái đoạn đấy. Trống xanh là cái đéo gì? Nó bé tí là que đúa thôi. Nhưng mà con nào nó hút no nó phải bằng ngón chân cái. Dạ yeah. Nó bị trống xanh. Trống xanh là nướng. Bon ngược sướng nhỉ. Ngồi du dưa. Du dương mãi.